chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra. Đến nay, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thủ Thừa đã cơ bản hoàn thành việc củng cố kiến thức cho các em và sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Năm học 2023-2024, trường trung học phổ thông Thủ Thừa có 535 em đăng ký tuyển sinh cao đẳng đại học. Hiện nay, trường trung học phổ thông Thủ Thừa cũng đang tăng tốc ôn luyện cho các em ngày học 2 buổi sáng và chiều. Lúc mà giảng thì cũng có trao dồi cho các em thêm là nếu mà làm trắc nghiệm thì phải làm hết, không bỏ sót câu nào hết. Có nghĩa là tô đầy đủ hết, nếu mà những câu nào mà các em không biết thì các em cũng phải tô luôn. Rồi riêng cái môn tiếng Anh này thì đầu tiên dặn các em phải làm những câu lẻ trước. Còn ba đoạn văn thì các em làm sao? Tại vì lúc đó các em có thời gian thì các em sẽ suy nghĩ ba cái đoạn văn này nó cẩn thận hơn. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới thì chúng em đã đề ra những kế hoạch sau những cái giờ mà học và ôn tập tại lớp bằng những cái kiến thức mà mình đã học. Thì chúng em có những cái buổi học nhóm để tìm hiểu thêm những cái tài liệu mà thầy cô đã giao và soạn ra cho chúng em. Và chúng em cũng có tìm hiểu thêm những cái tài liệu ở trên nhiều trang web để chúng em tập giải để xem những cái kỹ năng của mình là đi được tới đâu. Năm 2023 là năm thứ 7 trường trung học phổ thông Thủ Thừa có 100% học sinh đạt tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Do đó, trường có nhiều kinh nghiệm trong quá trình ôn luyện về kiến thức cũng như kỹ năng để các em yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Trong thời gian này, ngoài việc tập trung ôn tập hệ thống hóa lại các kiến thức cơ bản cho học sinh, thì nhà trường còn chú trọng đến đối tượng học sinh yếu, học sinh có nguy cơ rớt tốt nghiệp. Thì phân công giáo viên phụ đạo theo nhóm nhỏ. Thì bên cạnh đó, nhà trường thực hiện cái công tác là tư vấn tâm lý, làm cho các em tự tin hơn ở cái kỳ thi sắp tới. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, huyện Thủ Thừa có 2 điểm thi đặt tại trường trung học phổ thông Thủ Thừa và trung học phổ thông Mỹ Lạc với 756 thí sinh. Kỳ thi diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2024. Riêng ngày 26 tháng 6 năm 2024, thí sinh làm thủ tục dự thi.